Công ty sản xuất két sắt Việt Tiệp xin kính chào quý khách. Hôm nay công ty sản xuất két sắt Việt Tiệp xin gửi đến quý khách hàng mẫu két sắt bán chạy nhất dành cho cá nhân và hộ gia đình. Đó là mẫu két sắt KVTE86 khóa điện tử. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng thông minh, chiếc két sắt này có thể để mọi loại giấy tờ dành cho cá nhân và hộ gia đình. Chiều cao của két sắt là 50 cm, chiều rộng là 38 cm và chiều sâu là 38 cm, trọng lượng 50 kg. Chiếc két sắt này được thiết kế bảo mật hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp chìa khóa 4 cạnh chống sao chép. Lớp thứ hai là ổ mật mã khóa điện tử, có thể đặt được mật mã theo ý thích của người sử dụng, mở két bấm số tiện dụng. Chiếc két sắt này được thiết kế an toàn bởi các chốt đặc bằng inox chống khoan cắt. Khoang chứa đồ thông minh với ngăn trên có chìa khóa riêng để quý khách hàng để tiền bạc và nữ trang. Ngăn chứa giấy tờ có thể để được vừa tất cả những loại giấy tờ của cá nhân và hộ gia đình, như ví dụ như tờ giấy A4, bìa sơ mi clear file, có thể để được một chú heo đất tiết kiệm loại nhỏ. Để đặt hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với số hotline 0856674444 hoặc truy cập vào website ketsatvietiep.net. Chúng tôi cam kết két sắt Việt Tiệp của chúng tôi bán ra là dòng két sắt Việt Tiệp chính hãng với tem chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc của Bộ Công an. Trên mỗi chiếc két sắt đều có một phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi clip.